đi trộm, quên coi ngày và cái kết đắng. Hả? Cái gì vậy bà nội? Vâng, chúng ta cùng chú ý vào hai tên trộm. Lúc này, một thanh niên đã trèo vào bên trong và anh ta dùng cây kéo lớn để cắt khóa cửa. Hả? Theo như thông tin, thì hai tên trộm hoạt động giữa khuya khi chủ nhà mới đi ra ngoài. Và chúng ta cùng xem, quá manh động, hai tên trộm cắt khóa rất nhanh. Lúc này, trộm tặc tiếp tục cắt khóa cửa trong và bị nhà kế bên phát hiện nên hai tên đã bỏ đi. Khoảng vài phút thì trộm tặc quay lại hành động và rồi chuyện gì xảy ra đây? Rồi rồi, mày xong rồi. Cái kết quá đắng, hai tên trộm tặc chạy, bỏ lại chiếc xe. Qua tình huống này, bà con cảnh giác nhé, trộm càng ngày, lộng hành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh để xem những tin tức hấp dẫn nhé.